Trong thị trường kết sắt hiện nay thì có vô vàn những hãng kết sắt, nhưng để nói về một hãng kết sắt ấy mà có cái thiết kế đẹp này, an toàn này và cực kỳ là thông minh thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái dòng kết sắt Philips. Và ngày hôm nay đây, em Viên sẽ lên cho anh chị giới thiệu cho anh chị một mẫu kết sắt mà của Philips mới được ra mắt thôi, là dòng kết sắt Philips 602. Anh chị hãy cùng xem nhé. Và đây là mẫu em Viên muốn giới thiệu đây. Ngay cạnh em Viên đây là mẫu két sắt mà mới nhất của Philips, là dòng két sắt Philips 602 nhá. Với dòng két sắt này thì chúng ta đây vẫn cái kiểu dáng đấy, vẫn là vuông vức mà trông cực kỳ là hiện đại và bắt mắt đấy. Và cái mẫu 602 này nó sẽ có hai màu sơn, một là màu xám ở đây như thế này, và hai là màu vàng đồng, trông cực kỳ là bắt mắt nhá. Màu vàng đồng hiện tại thì chưa có nên là em Viên chưa có thể quay được, khi mà có hai viên có thể quay tiếp theo nhé. Đấy, và với phần 602 này thì chúng ta có sự khác biệt về phần thiết kế ở đây, là phần bên trên này nó sẽ liền thân và cánh cửa nó chỉ từ đây đến đây thôi. Đấy, dòng 602 này với thiết kế là và vật liệu ấy thì tương tự như dòng 701 của Philips trước đây. Đấy, hơn nữa thì cái dòng 602 này thì cũng được là trang bị ở đây là mật mã dạng vân tay kết hợp với mật mã điện tử được chìm ở dưới này, cảm ứng chìm trông cực kỳ hiện đại đúng không ạ? Đấy, đây lắm thì được âm. Khi mà ta nhấn cục vào ấy, thì chúng ta tất cả cánh cửa sẽ tạo ra một mặt phẳng. Đấy, không còn cái lắm lồi ra như các dòng sản phẩm khác nữa. Đấy, và khi chúng ta cho vân tay vào đây, đấy, thì ngay lập tức cái phần tay nắm này nó sẽ chuyển động lồi ra cho chúng ta cầm nắm được tay nắm và mở cái ra. Đấy, bên trong két sắt thì anh chị có thể thấy ngay được là bên trong két sắt ấy thì với cái phần cánh cửa với phần thép này nó dày từ 5 đến 7 cm nhé. Đấy, phần thân dày đến 10 ly. Đấy, cực kỳ là an toàn. Đấy, và bên trong két sắt thì chúng ta có thể thấy là hệ thống an toàn thì gồm có ở đây gồm có 3 này. Bên trên bên dưới thì mỗi một lửa là 5 chỗ an toàn dạng phi bao 22 bằng inox đặc nhé. Đấy, nội thất thì chúng ta có thể thấy là được bọc da và màu da là màu xanh dương. Với bản mà phiên bản mà màu vàng đồng ấy thì là bên trong của nó sẽ là màu vàng đồng luôn. Đấy, trông cực kỳ là bắt mắt luôn. Đấy, với thiết kế bên trong thì anh chị có thể thấy là cũng rất là nhiều khoang, chìa khoang cực kỳ hợp lý cho anh chị có thể sử dụng này. Có thêm một ngăn kéo để đựng nữ trang ở đây, rất là cao cấp nhé anh chị nhé, rất là cao cấp. Đấy, và cũng trang bị thêm là một cái ngăn kéo bí mật, và ở bên dưới đáy này em Viên có thể mở cho anh chị xem ở đây. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, ở trên cánh cửa ấy thì làm xuất cũng trang bị cho ta những cái giá để chúng ta gài giấy tờ ở đây, và phần này là phần chúng ta lắp pin và phần cài đặt và phần này nhé. Đấy, đặc biệt hơn nữa là dòng 602 này đã được nâng cấp hơn và đã được cho phép sử dụng kết nối với điện thoại qua app thông minh, thì chúng ta có thể là có những cái tính năng sau. Thứ nhất là chúng ta quản lý két sắt qua điện thoại thông minh này, thứ hai là mở két sắt từ xa qua điện thoại này, hay là cảnh báo qua điện thoại, qua app điện thoại luôn nhé. Đấy, nó cũng báo thông minh này cho chúng ta, để chúng ta biết được là khi chúng ta không vắng nhà thì biết được cái sắt chúng ta đang ở trạng thái nào, cực kỳ là hiện đại và thông minh đúng không ạ? Đấy, toàn bộ dòng 602 này, anh chị nào mà quan tâm đến dòng két sắt này thì ngay bây giờ hãy nhấc máy lên và alo chúng em, đấy, để chúng em có những giá thành tốt nhất và những ưu đãi tốt nhất cho anh chị nhé. Đấy, bên em là ketsatphattai.vn và hotline bên em là 0824096888 nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.